Không thể phủ nhận rằng là Apple đang là một công ty công nghệ hàng đầu thế giới với doanh thu rất rất nhiều tỷ USD. Và mình nhớ không nhầm thì vào 1 hay 2 năm về trước thì Apple là công ty nghìn tỷ đô đầu tiên trên thế giới. Và với hiện tại thì có khoảng tầm 1,4 tỷ thiết bị Apple đang được sử dụng trên toàn cầu. À, nếu tính nôm na ra thì cứ 6 người thì sẽ có một người đang sử dụng đồ của Apple. Vậy thì vì sao lại có nhiều người sử dụng đồ của Apple như vậy? Vì sao mà Apple nó trở nên là vững mạnh và lớn mạnh như vậy? Thì trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Mình đã từng làm video là vì sao người sử dụng phổ thông hay thường sử dụng là iPhone với các lý do A, B, C, X, Y, Z gì đó. Nhưng những người mà sử dụng iPhone lại có một cái lý do nữa, đó chính là hệ điều hành, hay còn chính xác hơn là hệ sinh thái của Apple thực sự là rất thu hút với người dùng. Hệ sinh thái của Apple bao gồm rất nhiều thứ, chúng ta sẽ có AirPods, chúng ta sẽ có MacBook, chúng ta sẽ có iPad, iPhone và rất nhiều các ứng dụng đi kèm khác. Tất cả đều là những cái mảnh ghép nhỏ nhưng khi ghép nối vào với nhau sẽ tạo thành một cái bức tranh cực kỳ hùng vĩ. Hệ sinh thái của Apple thì lại cực kỳ là thông minh, cực kỳ hiểu người dùng. Khi mà chúng ta có thể, ví dụ thôi là chúng ta đang đọc web trên iPhone thì chuyển sang iPad vẫn có thể đọc được, chuyển sang MacBook vẫn có thể đọc được, hay là chụp ảnh trên iPhone thì sang iPad vẫn có thể xem được, sang đến cả MacBook vẫn có thể xem bình thường. Hay là một tính năng mà rất nhiều người đang sử dụng iPhone đều dùng, đó chính là AirDrop. AirDrop thì với tính năng là truyền tệp với chất lượng là cao nhất, tương tự như là Bluetooth nhưng với thời gian là nhanh hơn rất nhiều và chất lượng ảnh thì không bị giảm đi so với các việc giống như là chúng ta sử dụng bằng chuyển Messenger. Đó là những cái liên quan về hệ sinh thái của Apple. Và cái hệ sinh thái đấy thì nó ứng dụng rất nhiều. Ví dụ như là chúng ta sẽ có những cái thứ mà chỉ có Apple có, ví dụ như là các phần mềm Final Cut này, chúng ta có Apple Arcade, hay là chúng ta có Apple TV để có thể xem phim, rất rất nhiều thứ liên quan đến Apple khác mà những cái hệ điều hành khác như là Windows hay Android vẫn chưa thể nào bắt kịp được với Apple. Nói là chưa bắt kịp thì cũng chưa hẳn, tại vì rất nhiều những cái hãng khác, ví dụ là Samsung hay là Google đang tạo ra cho mình những cái hệ điều hành riêng. Nhưng mà tại sao lại Apple lại phổ biến hơn? Chúng ta đều biết là các hãng khác sẽ có những thiết bị cảm giác như là thông minh hơn, tối ưu hơn, nhưng mà là do hệ điều hành và hệ sinh thái của Apple làm việc quá tốt, khiến cho các hãng khác, kể cả là một hãng mà rất là thông minh và đi trước thời đại, ví dụ như là Google hay là Samsung, Xiaomi cũng có những hệ điều hành riêng và có hệ sinh thái riêng, thì vẫn chưa thể nào phù hợp được và chưa thể nào có thể tối ưu được như là Apple. Vậy thì nguyên nhân tại đâu? Nguyên nhân là trái tim của hệ điều hành này lại chính là từ iCloud. iCloud là một cái nơi mà có thể chia sẻ rất nhiều thứ và nó là một cái trái tim để vận hành tất cả các hệ điều hành trong cái hệ sinh thái của Apple. Với một cái điều nữa là nếu như chúng ta không sử dụng hệ sinh thái của Apple nữa mà chuyển sang một cái hệ sinh thái khác, ví dụ là hệ sinh thái của Android chẳng hạn, thì việc chuyển dữ liệu từ iCloud sang Gmail nó cảm giác nó sẽ hơi bị khó khăn, hơi có một cái gì đó, ví dụ như là mất dữ liệu hay là nó sẽ sử dụng không còn được tốt như là iCloud nữa. Vậy nên, nghiệm nhận lại là dường như Apple đang dần dần khóa chặt người dùng, khóa chặt chúng ta lại với hệ sinh thái của họ, khóa chặt với hệ sinh thái mà Apple đang gây dựng lên để trở thành là luôn luôn phải phụ thuộc vào hệ sinh thái của Apple. Điều đó càng ngày càng khiến cho Apple có một cái chỗ đứng vững trong làng công nghệ và luôn luôn kiếm được tiền từ những cái hệ sinh thái này. Video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số video sau. Bye bye.